Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 5 bại chiến tướng bất tử, hồi 1. Trước kia từng nuôi một con chó lớn màu vàng, đại hoàng cầu, ở Dương Châu, lông rất xù, đã quên tên rồi. Đại hoàng cầu rất kiêu ngạo, nếu cho nó ăn gì đó phải đợi cho đến khi tính tình nó khá hơn, tâm tình thoải mái, mới chịu chạm vào thức ăn trước mặt. Đại hoàng cầu thường xuyên lèn ra ngoài và biến mất ba ngày một lần. Mỗi lần về trên người lấm lem, vết thương đầy người, không biết đã đánh nhau với lang sói hay hồ. Có lần trời mưa to và lạnh, thật sự rất lo lắng, nên đã trói đại hoàng cầu lại để nó không lang thang bên ngoài. Đêm đó đại hoàng cầu không được tự do, cứ khóc cứ sủa, buộc cô thiến hề phải ở lại với nó cả đêm, cô bé sáu, 7 tuổi cứ như vậy canh giữ ở cửa sau, bên canh đại hoàng cầu, cho đến khi ngã xuống vì sốt cao, được mẫu thân ôm vào lòng trở về. Lớn lên về sau, thề không bao giờ nuôi chó. Tưởng mình tàn nhẫn, nhưng ai biết được có thứ kiêu ngạo gấp ngàn lần, bướng bình gấp vạn lần đại hoàng cầu lại xuất hiện. Điều chán ghét hơn là nó có thể nói chuyện, lấy lòng mình, lần này mình chịu khổ có lẽ không đơn giản như bị sốt ngã xuống. Cố thiến người nhìn tỉnh lang đang hôn mê trên cáng, nhẹ nhàng hôn môi hắn, trong mắt lại là nước mắt, lại là yêu thương. Đại tỷ làm như không có người xung quanh, đám người tả tòng nghĩa, thạch bằng, hoàng ứng ở bên cạnh im như ve sầu mùa đông, có cười khổ, có đứng trang nghiêm, nhưng không ai dám nói một lời. Chàng ấy bị thương thế nào? Cố thiên hề liếc nhìn tả tòng nghĩa, ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng vô tình lại khiến người ta sợ hãi tả tòng nghĩa là người đầu tiên cười hưởng ta ta nào biết đâu người người đừng hỏi ta mắt thấy thiên kim thượng thư phủ quay lại nhìn mình thạch bằng trong lòng phát lạnh nhất thời hoàng nói không phải ta chuyện không liên quan ta đương nhiên không liên quan bọn họ bị thương nằm trên cáng cũng không phải họ đại hoàng cầu nếu đã chết bọn xấu cấu kết với nhau chỉ biết dương móng vuốt lên lớn tiếng chó ngoan sau đó sẽ đi tìm đại hoàng cầu ngu mốc tiếp theo, lại làm nó ngã nằm trên cáng, kể lại câu chuyện tương tự, có gì khó. Từng người tránh ra, chỉ còn lại ngũ định viễn bên cáng, hắn đi đến trước mặt cô thiến hề, cúi đầu nhìn xuống đất, thở dài, lư huynh đệ vì cứu ta, cho nên, cho nên liều chết bị đâm một kiếm. Cố tỉ nếu muốn trách cứ, cứ trách ta đi. Cố thiến hề đưa mắt nhìn đi chỗ khác cũng không nói thêm gì ngũ định viễn nói không sai người ta phải vì hắn mà chết hắn có thể làm gì đại hoàng cầu cũng không có sai quên mình vì người hy sinh vì nghĩa hoàng cầu trời sinh đã có tính khí như vậy quay lại hóa ra sai lại là chính mình lư vân cuối cùng cũng tỉnh lại hắn đã hôn mê bất tỉnh kể từ khi bị một kiếm đâm ở đạt ma viện lúc này hai mắt mở ra chỉ thấy nắng sớm chiếu rọi ngồi bên mép giường là nữ tử xinh đẹp đáng yêu đang mỉm cười nhìn mình, chính là Cố Thiến Hề. Tuy rằng Lưu Vân không biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy Cố Thiền Hề thì lo lắng đã được giải trừ đi một nửa. Hắn chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve gương mặt Cố Thiến Hề, nói, nàng. Sao nàng lại tới đây? Cố Thiến Hề đỡ Lưu Vân lên, đặt một cái gối ở sau lưng hắn, cười nói, chàng bị thương nặng như vậy, ta có thể không tới sao? Lưu Vân cảm thấy áy náy, nhìn xung quanh thì thấy căn phòng chật hẹp, đối diện có một cánh cửa hẹp, bên cửa sổ đặt bàn gỗ, một nơi nghèo kiết hủ lậu quẫn bách như vậy, đã biết là chỗ ở của mình ở Bắc Kinh. Năm đó khi hắn đỗ trạng nguyên đã mua một căn nhà, chính là nơi này. Lư Vân nghiêng ngồi trên giường, bỗng nhiên có chút khát nước, nhìn thấy bát canh cạnh giường, hắn run rẩy đưa tay ra, lại nghe Cố Thiến Hề nói, chàng đừng cử động để ta hầu hạ chàng. Lư Vân mặt đỏ bừng, nói, nàng muốn hầu hạ ta. Cố Thiến hề khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, là con dâu Lư gia, đương nhiên phải hầu hạ chàng. Nào uống canh đi. Nhấp một ngụm canh, không ngờ lại là thuốc đen đặc trị thương, khiến hắn phun ra, quần áo trong nháy mắt bị vấy bẩn. Cố Thiến hề cầm khăn vải, lau khóe miệng hắn, nói, thuốc đắng dã tật, uống nhiều một chút vết thương sẽ nhanh lành hơn sau đó nàng xốc chăn bông lên lấy quần áo của lư vân muốn giúp hắn thay quần áo lư vân trợn to hai mắt há miệng không biết phải làm sao cố thiến nghề thông minh không kém cánh mảy dâu từ trước đến nay làm theo ý mình dương châu bái sư học hỏa ở kinh thành rời nhà trốn đi có sự việc nào không thể xưng là cả gan làm loạn Ai có thể ngờ vị đệ tỷ vốn có chính kiến của mình này đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn hầu hạ mình mặc quần áo. Lư Vân thấy nàng cầm xiêm y, dùng đôi mắt mê người nhìn mình, trong lúc nhất thời lại có chút sợ hãi, cuống quýt nói, được rồi, ta tự mặc được rồi, nàng bỏ qua cho ta đi. Cố thiến hề không hề giả vờ nói, ta muốn hầu hạ chàng, không thể chỉ là lời nói miệng. Chàng không cần phải nói nhiều nữa, lập tức cởi bỏ nút thắt quần áo Lưu Vân, để lộ bộ ngực trần trụi. Quần áo cởi bỏ, thoáng chốc người được mùi thuốc, Lưu Vân cúi đầu nhìn, thấy ngực mình được quấn một lớp băng vải sạch, thuốc trị thương đã được thay cách đây không lâu. Lưu Vân lẩm bẩm, cái này là nàng giúp ta thay thuốc sao? Cố thiến hề cởi áo ngoài của hắn, hai tay bận rộn, thuận miệng nói, không phải ta, là ngũ định viễn, bạn tốt của chàng đã thay nó. Lư Vân không nghe ra khẩu khí không tốt của nàng, chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, định viễn thật sự cẩn thận, có thể làm việc này tốt như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn cố thiến hề, hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Cố thiến hề siết chặt quần áo của hắn, đặt mạnh lên bàn, hậm hực nói, hỏi ta làm cái gì? Đi mà hỏi ngũ định viễn. Hỏi cái đám xấu xa cấu kết với nhau đi. Lư Vân cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy nàng tức giận, nhất thời tỉnh ngộ thời gian này đều là nàng chăm sóc ta trong phòng hơi sáng nhưng sáng sớm cô thiến hề đã mặc trang phục chỉnh tề không cần phải nói đêm qua nàng không về nhà chỉ dụng tâm chăm sóc mình thật tốt đại tỷ trắng đêm chưa ngủ tình thâm ý trọng lư vân không biết phải làm sao chỉ mím chặt môi dưới cúi đầu không nói gì cô thiến hề cũng không làm gì nhiều chỉ giữ chặt tay lư vân giúp hắn mặc áo vào Lưu Vân giống như người gỗ, để mình bị tùy ý bài bố. Cố Thiến hề sợ làm hắn đau, liền nói, miệng vết thương nếu đau phải nói cho ta, biết không? Nàng hỏi hai câu, lại không có nghe thấy Lưu Vân nói gì, rũ mắt nhìn lại thấy tình lang quay đầu đi chỗ khác, đôi môi mím chặt như đang lặng lẽ kìm nén nước mắt. Cố Thiến hề nhẹ giọng nói, miệng vết thương đau sao? Lưu Vân cúi đầu nói, không có việc gì nàng đừng để ý cố thiến hề liếc nhìn tỉnh lang chỉ thấy hắn quay đầu đi chỗ khác không muốn để mình nhìn thấy vẻ mặt của hắn bộ dạng này rất quen thuộc chẳng phải là chàng trai quật cường bất khuất ở dương châu khi đó sao vì vẻ ngoài này mà khiến mình trước sau mới không thể quên được hắn cố thiến hề trong lòng mềm nhũn chỉ muốn hôn lên má lư vân nàng khẽ cử động đang định nghiêng người tới chợt tỉnh nghĩ lại tỉnh lang đã nhiều lần mạo hiểm đánh cược bằng mạng sống của mình, cũng không sợ phải sợ xa cách mình mãi mãi, nàng cảm thấy chua xót trong lòng nên cố gắng nhịn xuống. Hai người trầm mặc thật lâu, cố thiến hề cảm thấy bất lực, nàng thở dài, ngồi xuống dựa gần Lư Vân, nhỏ giọng hỏi, Lư Lang, nếu ta rời xa chàng, chàng có thể sống một mình không? Lư Vân chấn động, vội vàng phục hồi tinh thần. Hai người chuẩn bị thành hôn, vị hôn thê đột nhiên nói ra lời này giống như đòn cảnh tình hắn hít một hơi thật sâu nói thiến hề ta nếu có gì sai lầm nàng cứ nói thẳng cố thiến hề nhìn xuống đất sâu kín nói chàng không sai chàng là người đáng tin cậy không làm thất vọng thiên địa mọi người đều bội phục chàng một chút sai cũng không có nàng mấy ngày nay chăm sóc tình lang thấy hắn thần trí thất thần không nói nên lời trong lòng chua sót một lời khó nói hết nước mắt suýt nữa chảy ra nàng lấy tay áo che mặt không muốn lư vân phát hiện lư vân tự biết lời này của nàng là mỉa mai lập tức mềm lòng cầu khẩn nói thiến hề ta nếu ta làm gì sai nàng nàng nhất định phải cùng ta hắn nắm lấy tay người trong lòng giọng nói run run trong lòng tràn đầy hoảng sợ cố thiến hề thấy hắn như thế trong lòng tự cũng không đành lòng nàng quay đầu lại kìm nước mắt nói, Lư Lang, ta không phải là nữ nhân hay khóc sướt mướt. Nhưng ta hỏi chàng một câu, năm đó khi chàng đi cứu bằng hữu của mình, chàng có nhớ ta ta đã đợi chàng trong tuyết bao lâu? Năm ấy kinh thành đại loạn, Tân Trọng Hải bị bắt, trong lúc trời rét đậm, hai người ước hẹn gặp mặt ở thành Nam, chỉ vì Lư Vân không màng tất cả mà động thủ, để cố thiến hề si ngốc chờ đợi, chờ đợi suốt một ngày một đêm trong gió lạnh. Lưu vân rơi nước mắt nói ta nhớ rõ nếu ta không quay lại nàng sẽ chờ đợi như thế mãi cố thiến nghề cười khổ nói nói chàng còn nhớ rõ vậy chàng vì sao lại nhiều lần như vậy vô luận là ngũ định viễn hay tần trọng hải hay là người đi đường bên đường chàng đều có thể vì bọn họ không cần tánh mạng đến lúc bi thống tột cùng rốt cuộc che mặt khóc lớn tiếng nói ta cho dù ta là sắt đá ta cũng không thể chịu nổi loại đau khổ này. Lư lang, ta không muốn gả cho chàng. Bì hận xoay người chạy ra khỏi phòng. Lư vân vừa hoảng sợ vừa lo lắng, từ trên giường lăn xuống, dầm một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống đất, vết thương lập tức rách ra. Trong cơn đau đớn, không khỏi rên rỉ lên. Dập đầu vô dụng, khóc thét vô dụng, nằm dưới đất lăn lộn ăn vạ là hiệu quả nhất. Đại hoàng cầu lấy ra tuyệt chiêu quả nhiên nữ nhi treo hai hàng nước mắt, khóc sướt mướt trở lại. Thật xin lỗi, chàng, chàng té bị thương sao? Khó khăn lừa được giai nhân trở về, đại hoàng cầu bay lên, tùy tiện cắn liếm. Quả thấy Lư Vân chặn ngang ôm nàng, cưỡng hôn đôi môi anh đào, cố thiến hề khóc như mưa xuân, cũng mặc cho hắn hôn, hai người nhẹ trao mật ái, gắn bó bên nhau, không thể tách rời được nữa. Trong phòng hai người nước mắt rơi như mưa, ngoài phòng cũng có một người yên lặng nuốt hận. Lư huynh đệ, thực xin lỗi. Hai người trong phòng dần dần tình nùng, nhưng họ lại không biết một đại hán đang đứng ngoài cửa sổ. Hắn nghe xong hai người đối đáp, cũng tự cúi đầu kìm nước mắt, thân hình như tháp sắt khẽ run lên. Côn luân xuất kiếm máu chảy thành sông, ngàn dặm chạy thẳng tới Hoàng Hà. Đại hán nhìn kinh thư trên tay, nhẹ nhàng gật đầu tự biết đã đến thời khắc giúp kiếm thần tìm kiếm truyền nhân. Vô song liên quyền không bảo vệ được người, thiên sơn truyền nhân cũng không thể bảo vệ người, vậy hãy để lăng chiêu tàn nhẫn nhất giúp một tay. Lư huynh đệ, nhân hậu không đủ để tế thế, trong thời loạn lạc, chỉ có tuyệt thế thần công mới là thứ bảo mệnh không có con đường thứ hai. Mùng 1 tháng 8, Vân Đạm Phong Thanh. Trận chiến kết thúc, tháng bại cũng phân, lại đến thời tiết cuối thu mát mẻ nộ thương phản trải, triều đình triệt binh, hai bên lại lần nữa phân danh giới rõ ràng, lại trở về thế cục rằng co bế tắc năm đó khi tần bá tiên thành lập nộ thương. Triều đình cùng phản nghịch từng người điều binh khiển tướng, ngăn ngừa lẫn nhau, tự không nói chơi. Trận chiến dù thế nào thì cuộc sống cũng phải trôi qua, giữa lúc đại loạn, đầu tiên là truyền ra tin vui về Lưu Vân, vị trạng nguyên chi châu này rốt cuộc sẽ thành thân vào trung thu này. Ngành đón danh viện Giang Nam Cố Thiến Hề, nhân vật nổi tiếng kinh thành nghe nói đều chúc mừng Cố Tự Nguyên, Cố ra thời gian này tất nhiên là răng đèn kết hoa, tràn ngập niềm vui. Lư Vân sắp thành hôn, Ngũ Định Viễn cũng đảm nhận chức vụ lớn. Dù cục diện dung chuyển, mỗi người cảm thấy bất an, nhưng Liễu Ngang Thiên vẫn dựa vào những mối quan hệ cực kỳ bền chặt của mình, giúp Ngũ Định Viễn thuận lợi tiếp nhận chức vụ Tổng binh Cư Dung Quan, nắm quyền hai vạn binh mã chính là lá chắn lớn ở phía bắc trung nguyên, sau khi Ngũ Định Viễn tiếp vị, với bản tính đôn hậu, nhất định sẽ có thể hành động theo ý muốn của Liễu Ngang Thiên, tiến thêm một bước khống chế được quân quyền phương bắc. Mắt thấy Ngũ Định Viễn ít ngày nữa phải lập tức nhậm chức, Triều đình dựa vào lệ thường, đã truyền giao Tổng binh Phù ở ngõ nhỏ Tế Sơn, cấp cho Ngũ Định Viễn một nơi cư trú. Ngũ Định Viễn vui mừng thăm quan dọn nhà, lại được Diễm Đình quan tâm quan trường tình trường đều đắc ý, vui mừng chào đón đám người Lưu Vân đến nhà vào ngày mới đến. Thứ nhất là để chúc mừng đại hôn hai người Lưu Cố, thứ hai cũng chúc mừng chính mình thăng nhiệm tân chức. Nào đọc cùng cô cô, Đông Thuận Môn Bắc Kinh, ngõ nhỏ Tế Sơn, Tổng Binh Phù. Hải Đồng ánh mắt đăm đăm nhìn phong chữ trên tay Diễm Đình, chính là nghĩa tử của ngũ định viễn. Diễm Đình rất ân cần, dạy dỗ nghiêm túc, nhưng sùng khanh mặt lại đỏ bừng hồi lâu không nói được lời nào, nghĩ đến chắc là không biết đọc. Phủ đệ rộng lớn, có chút khí phái, mọi người đang ngồi xung quanh, nhìn phía tây mẫu tử ấm áp, tất nhiên là Diễm Đình và Sùng Khanh, phía đông nhân duyên trời tác hợp chính là Lư Vân và Cố Thiến Hề, cộng thêm khuôn mặt già nua uy nghiêm của ngũ định viễn, tựa như một gia đình năm người. Lư Vân thấy Sùng Khanh dầm gì, chẳng biết y tờ, nhịn không được lắc đầu, nói đứa nhỏ này đã 10 tuổi rồi, nên cho đi học thôi. Ngũ định viễn thở dài, hắn mỗi ngày bận rộn công sự, có phần lơ là với nghĩa tử, gật đầu nói, đúng vậy. Huỳnh đệ ngày nào rảnh, thay ta dạy nó trước. Đứa nhỏ này cứ ở mãi bên cạnh cô cô cũng không phải là biện pháp hay. Lư Vân vốn xuất thân học giả, trải qua rèn luyện đánh đòn, bị đánh vô số lần vào lòng bàn tay, dạy dỗ trẻ con cũng rất nghiêm khắc hắn gật đầu nhớ lại những ngày khó khăn ở trường khi đó, đứng dậy liền nói, được, để cho ta thử xem. Nhìn thấy Lưu Vân thúc thúc đi về phía mình, khóe miệng còn treo nụ cười đáng sợ, Sùng Khanh tất nhiên là hãi dị vạn phần. Vị thúc thúc này tuy không phải diện mạo đầy mặt dữ tợn, nhưng hắn mặt trắng không dâu, mặt hình chữ nhật. Đúng như lời đồn của lũ trẻ thư sĩ mặt trắng tàn nhẫn, thái giám mặt đen cay độc, nghĩ đến thư sinh mặt trắng với dây mây ngoan độc nhất sùng khanh đột nhiên hoảng sợ thân nổi da gà vội bò vào trong lòng diễm đình diễm đình yêu chiều sùng khanh xoa lên má cậu bé an ủi nói sợ cái gì không sao đâu ngũ định viễn nhìn thấy bộ dáng này làm sao có thể không tức giận thoáng chốc hét lên một tiếng nam tử hán đại trượng phu bò vào vòng tay một nữ tử còn ta thể thống gì lại đây sư tử thể hiện sức mạnh của mình chân long rít gào sùng khanh sợ tới mức luống cuống vội vàng nhảy xuống từ đùi diễm đình sợ hãi rột rè đi về phía ngũ định viễn diễm đình khẽ cau mày sau đó ôm đứa trẻ vào lòng dỗi nói lớn tiếng như vậy không sợ làm đứa trẻ sợ sao mỹ nữ phát huy thắng qua sông cuộn biển gầm thần long gào rít giận dữ quả nhiên ngũ định viễn áy náy cười ôn thần ác mạo một phát không thấy bóng dáng so ra còn ngoan ngoãn ba phần. Sư tử Hà Đông nhẹ giống, chân long liền đã vẫy đuôi thần phục, cô thiến hề cảm thấy bội phục, trong lòng cân nhắc thủ đoạn hàng long của Diễm Đình, chính mỉm cười nghiền ngẫm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng ở ngoài cửa, một gia đình vội vàng bước tới, bẩm, lão ra, liễu hầu ra tới rồi. Ngũ định viễn kêu lên, cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay phủ đệ tiếp khách chỉ mời hai người Lưu Vân và Cố Thiến Hề lại không dự đoán được liễu đại đô đốc sẽ đích thân đến chúc mừng. Ngũ định viễn hoắc mắt đứng dậy, vội vàng ra cửa đón chào. Diễm Đình chưa bao giờ nhìn thấy đại thủ lĩnh đương chiều, tất nhiên là trong lòng lo sợ, liền cũng mang theo sùng khanh đứng dậy, đợi ở cửa như một gia đình ba người. Lư Vân nắm lấy tay cố thiến huề, chậm rãi đứng lên, hỏi, trước đây đã từng gặp hầu gia chưa? Cố thiến hề mỉm cười nói, cha mỗi lần chúc thỏ Liễu hầu gia đều sẽ đích thân đến chúc mừng. Lư Vân chợt nhớ ra, nhớ tới năm đó mới tới kinh thành, hắn theo Ngũ Định viện đến cố gia chúc thọ, lúc ấy cũng gặp được Liễu Ngang Thiên. Xem người trong lòng xuất thân tôn quý, quen nhìn thấy vương công quý tộc, Liễu Ngang Thiên địa vị tuy lớn cũng không dọa được nàng. Trước khi mọi người rời khỏi đại sảnh, đã thấy tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, Định Viễn không cần vội, lão phu chỉ là thuận đường tới đây gặp ngươi một chút ngồi một lát sẽ rời đi vừa dứt lời một khuôn mặt quen thuộc bước vào trước nhìn khuôn mặt hình mặt trăng tròn thân hình mập mạp chính là vi tử tráng hộ vệ đứng đầu tiến vào đại sảnh sau đó có rất nhiều tùy tùng tiến vào cửa các lão tướng thạch bằng tả tòng nghĩa hoàng ứng cũng ở trong đó giữa đám đông một lão giả cao lớn bước vào người này mặc quân phục dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm túc đúng là đương kim trinh bắc đại đô đốc hiện mục hầu liễu ngang thiên đại giá quang lâm mặc dù liễu ngang thiên cao ốm nhưng hiện tại tinh thần sáng láng không có dấu hiệu bệnh tật ngay khi ông vừa ngồi xuống hại nhân đã mang trà đến ngũ định viễn bước tới quỷ gối nói tì chức ngũ định viễn bái kiến hầu ra. liễu ngang thiên cười nhạt xua tay nghiêng đầu nhìn chợt thấy một mỹ nữ đứng bên cạnh ngũ định viễn đang nhìn về phía mình Mỹ nữ này diễm quang chiếu giỏi, quả thật quốc sắc thiên hương, Liễu Ngang Thiên thầm khen, đứng dậy từ trong lòng lấy ra một hộp gấm, đặt vào tay Diễm Đình, cười nói: "Là Diễm Đình cô nương." Tại hạ Liễu Ngang Thiên, lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Liễu Ngang Thiên là tù lĩnh trong triều, có thân phận nhất đẳng, há có thể nói hai chữ tại hạ. Diễm Đình nghe ông khách khí như vậy, không khỏi luống cuống, vội vàng cảm ơn nói: Diễm Đình, Diễm Đình bái kiến Hầu Gia. Liễu Ngang Thiên khẽ mỉm cười nói, đừng khách khí với Hầu Gia. Nắm lấy bàn tay mịn màng của Diễm Đình, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Nhìn phong thái ông ôn nhu chậm rãi, thực sự có phong thái vạn hầu phong lưu, nghĩ đến đây là cách ông có được bảy người vợ. Ngũ Định Viễn và Lư Vân nhìn nhau, đều có chút sừng sốt, trước đây bọn họ đi theo Liễu Ngang Thiên, chỉ thấy ông thân thiết với các quân sĩ chưa bao giờ nhìn thấy ông nói chuyện với nữ tử trẻ tuổi, lại không ngờ tới tình huống này khiến mọi người nhất thời choáng váng. 4. chương năm bại chiến tướng bất tử, hồi 2. Liễu ngang thiên vui mừng suýt chút nữa đặt tay lên vai, ngũ định viễn vẻ mặt ảm đạm không khỏi ho khan. Liễu ngang thiên lúc này bừng tỉnh, tự cười một mình, thuận tay lại thưởng cho sùng khanh một phong bao lì xì rồi đi về phía cô thiến huê Một chiếc hộp gấm khác lại xuất hiện trong tay, giống như có ma thuật vậy. Lão nhân thích ăn đậu phụ mềm, Lưu Vân tất nhiên là trong lòng thấp thỏm, lúc đang sợ hãi, liễu ngang thiên đã lên tiếng, lại dùng giọng điệu dịu dàng đó, đã lâu không gặp. Lệnh tôn gần đây như thế nào? Có khỏe không? Cô Thiến Hề là tiểu thư khuê các, đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần nên lập tức nhã nhận đáp lễ trả lời, nhờ có hầu ra, mọi việc trong nhà đều bình yên nàng mỉm cười nhận quà từ liễu ngang thiên, sau đó cũng từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gấm tặng lại. Nàng đưa tay ra rồi nhanh chóng rút lại, không để liễu ngang thiên nhân cơ hội siết chặt tay mình. Người trong lòng bình an vô sự, Lưu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu ngang thiên cầm lấy hộp gấm, không khỏi có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Cố thiến hề mỉm cười nói, liễu môn đại hỷ, thất phu nhân sinh thêm một người con cho hầu ra, cái này để công tử chơi đùa. Tú tài không ra khỏi cửa, có thể biết được chuyện thiên hạ, cô thiến hề biết rõ tin tức như vậy, tất nhiên là công lao của nhị di nương. Thấy hai người lơ ngũ đều kinh ngạc, vi tử tráng giải thích, đầu tháng thất phu nhân lâm bồn, thuận lợi sinh hạ một một bé trai, mẫu tử đều bình an. Tả Tổng Nghĩa cũng nói đúng vậy, trai, ngọc trai, già đẻ ngọc không hiếm lạ hiếm lạ chính là đứa nhỏ này sinh ra sức khỏe dồi dào, không sợ hãi gì, hôm nay ta mới bị hắc tử này tè vào mặt. Nghe xong lời này, mọi người đều bật cười. Liễu ngang thiên đã hơn 60 tuổi, có hai trai và ba gái, nhưng không ai thành công. Ba nữ nhi đều yếu đuối, không cần phải nói, trường tử vân phong thừa kế tước vị, nên quyết trí tự cường, nhưng đứa nhỏ này được nuông chiều từ bé, bướng bỉnh khó bảo không gánh nổi trách nhiệm làm người thất vọng năm đó chính phong võ công tuy cao nhưng vận mệnh lại kém đã cùng một tên vô lại đánh nhau không cẩn thận bị giết chết liễu ngang thiên đau buồn rất nhiều càng không muốn trường tử gặp nguy hiểm kết quả là liễu môn tuy rằng nhân tài rất nhiều nhưng lại toàn là người ngoài trong nhà không có người kế thừa liễu ngang thiên tuy không nhắc tới nhưng trong lòng thầm chán nản buồn bực tưởng kiếp này mệnh số như thế cũng không si tâm vọng tưởng, nào biết già rồi lại có thể sinh ra một hắc tráng hồ tử, tất nhiên là khiến ông vui mừng khôn xiết. Mọi người nghe thấy sinh con trai đều rất vui mừng, lập tức lấy trà thay rượu, từng người tiến lên chúc mừng, khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Đám người tả tòng nghĩa, thạch bằng, hoàng ứng đều là người quen biết đã lâu của ngũ định viễn, không ít người từng đóng quân ở cư dung quan, nên ngồi trò chuyện riêng, thuật lại cục diện Bắc Cương. Ngũ định Viễn gọi gia đình phụng trà hầu hạ, Diễm Đình cũng bưng điểm tâm chiêu đãi. Mấy vị quân gia anh Tuấn thấy nàng xinh đẹp như hoa, ôn nhu uyển chuyển, lại rất lễ phép ân cần chu đáo, vừa nghe nói nàng chưa gả đi, không khỏi có vọng tưởng muốn Ngũ Định Viễn giới thiệu. Ngũ Định Viễn sao có thể nguyện ý để người trong lòng rơi vào miệng hồ, tất nhiên là cười trừ cho qua, hai bên dùng hết biện pháp đẩy đẩy kéo kéo. Trong lúc mọi người đang cười đùa, gia đình lại tới bẩm báo, lão gia, ngoài cửa có vị khách nhân cầu kiến, là đồng liêu của ngài. Ngũ định viễn trong lòng nôn nao, liễu ngang thiên không thỉnh tự đến, đã là việc ngoài ý muốn với hắn, làm sao có thể còn có người ngoài tới. Lập tức hỏi, là vị khách quý nào? Đã hỏi chưa, gia đình kia nói, công tử họ Dương, là người binh bổ. Công tử họ Dương có nhiều, nhưng quen biết ngũ định viễn, lại chủ sự ở bộ binh, chỉ có người kia mà thôi. Nghe được người này tới, Lưu Vân tất nhiên là trong lòng dùng mình, ngũ định viễn vẻ mặt ngưng trọng, trong đại sảnh mọi người biến sắc, nhất thời cúi đầu thấp nói nhỏ. Gia đình có chút hoảng hốt, vội vàng nói, lão gia có để người này vào không? Ngũ định viễn hít một hơi thật sâu, phất tay nói, mau mau cho mời. Liễu môn tứ thiếu, quan hải vân viễn, vị đại tướng xếp hạng nhất cuối cùng cũng xuất hiện sau bại chiến ngày 1 tháng 7, cho dù nộ thương có rời đi, lương thảo bị thiêu, sư phụ chết thảm, vị đại trinh bắc này vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Phương trưởng tìm hắn, hoàng đế tìm hắn, mặc cho người trong thiên hạ bàn tán bao nhiêu, vị trung quân thống soái này vẫn không có tin tức, như thể hắn đã thành tiên, chuyện thế gian tục sự không còn liên quan đến hắn nữa. Mọi người nghĩ đến những bí ẩn đạt ma viện, đều chăm chú lưu vân và ngũ định viễn càng chăm chú hơn không biết có bao nhiêu chuyện muốn hỏi hắn tiếng bước chân chậm rãi vang lên mọi người từ ngoài cửa nhìn ra thấy trong sân có một công tử đang đi tới người này thân mặc bạch y thắt lưng đeo trường kiếm đang nhìn nghiêng ngắm những bông hoa đang nở rộ trong vườn ngày mùa thu tà dương chiếu giỏi làm cho nước da của hắn càng trở nên trắng treo liễu môn nhị tướng văn dương võ tần người này tướng mạo tôn quý, tuấn mỹ đoan trang, đúng là phong lưu tư lang trung đã đến. Thạch bằng giành trước đứng lên, muốn qua đi dò hỏi, liễu ngang thiên thấy vậy liền ho khan một tiếng, tả tổng nghĩa hiểu ý, vội vàng giữ chặt, ý bảo thạch bằng ngồi xuống. Mọi người đều muốn đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy tâm ý của liễu ngang thiên, lại an tọa bất đồng. Ngũ định viễn thân là chủ nhân, tự phải nghênh đón, hắn đi tới cửa, chắp tay kêu lên dương lang trung mời vào trong dương túc quan nhìn hoa cỏ trong vườn nghe được tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu gật đầu với ngũ định viễn ngũ định viễn thấy hắn đứng một mình trong sân vội vàng đi tới nói đúng lúc hầu ra ở trong phủ dương lang trung hiếm khi tới đây chúng ta cùng nhau uống một chén trà duỗi tay đón khách ý bảo dương lang trung bước vào dương túc quan lắc đầu mỉm cười nói khách không mời không nên đi vào ngũ định viễn nghe xong lời này không khỏi trong lòng dùng mình đang muốn nói gì đó dương túc quan đã đổi chủ đề chỉ vào hoa cỏ trong vườn cười nói những hoa cỏ này được cắt tỉa cũng không tệ phải không ngũ định viễn gật đầu nói đúng vậy một đồng hương tây lương lo liệu rất cần mẫn hắn kéo tay dương túc quan lại nói mọi người đều ở trong phòng tới gặp mặt nhau chút Ngũ định viễn lặp lại lời nói hai lần, thấy người ta thành tâm như vậy, dương túc quan tự cũng không thể từ chối, lập tức chắp tay thi lễ nói, khách không mời mà đến, đã gây thêm rắc rối rồi. Hai người hành lễ rồi lần lượt bước vào. Phong lưu tư lang trung lâu chưa xuất hiện, bước vào cửa người đầu tiên hắn nhìn thấy là vi tử tráng. Dương túc quan, quan trường tám năm, trước nay lễ nghĩa chu đáo, lập tức mỉm cười chắp tay, nói, vi hộ về đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Vì tử tráng cười lớn, thủ thế đáp lễ nhưng không nói gì. Dương túc quan mỉm chắp tay thi lễ, nói chốc lát sẽ uống trà với huynh. Hắn tươi cười bái kiến liễu môn chư tướng. Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, tà tòng nghĩa khẽ gật đầu, thạch bằng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng hoàng ứng lại là người nghĩ sao nói vậy, vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói, dương lang trung. Người đi đâu vậy? mọi người đều tìm ngươi, lời còn chưa dứt, tả tổng nghĩa đã tung lấy hắn kéo về chỗ ngồi. Hoàng ứng tuy rằng không phải người linh hoạt, nhưng dù sao cũng xuất thân quan lại, thấy tình huống có gì đó khác thường, cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người trong đại sảnh đều tránh né, tình huống khá xấu hổ, nhưng dương túc quan lại không hề cảm thấy khó chịu, hắn đi về phía liễu ngang thiên, đi tới trước mặt ba thước, cúi đầu nói, ti chức túc quan, tham kiến hầu ra phong lưu tư lang trung xếp hạng đệ nhất đại tướng liễu môn lúc này khom người thi lễ liễu ngang thiên tự không thể phớt lờ chỉ nghe tiếng cười sang sảng khuấy động tay nghe ông nói hảo hài tử nhìn ngươi giống như than đen là ai đã nhặt ngươi về đây mọi người nghe xong lời này đều cảm thấy ngạc nhiên ngưng mắt nhìn lại thấy vị trinh bắc đô đốc đang cười nhìn một đứa trẻ trêu chọc và chơi đùa đứa trẻ đó là Sùng Khanh, nghĩa tử của ngũ định viễn. Xung quanh lặng mắt như tờ, Dương Túc Quan cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ, nghe Sùng Khanh lớn tiếng đáp lời, nói, bẩm báo ra, là cha con mang con về nhà. Cha võ công thiên hạ đệ nhất, cha là người tốt nhất thiên hạ. Liễu ngang thiên mỉm cười nói, con ngoan, còn biết hiếu thuận. Về sau ra nể mặt mũi ngươi sẽ đề bạt cha ngươi được không sùng khanh vui vẻ nói được ạ à? ra không được chơi sống. hai người cười lớn chỉ là từ đầu đến cuối liễu ngang thiên chưa bao giờ liếc nhìn dương túc quan tựa như trong đại sảnh không có người này vậy dương túc quan im lặng lắng nghe tựa hồ như suy tư gì hắn lần thứ hai khom người chắp tay nói hạ quan túc quan bái kiến hầu ra liễu ngang thiên lại không đáp lời chỉ thấy ông nhìn Sùng Khanh cười nói, Hải Nhi ngoan, lấy chốt nước cho ta. Dương Túc Quan trong lòng dùng mình, duỗi tay lấy chén trà, lại vào lúc này, Sùng Khanh tiến lên trước một bước, đưa cho ông chén trà, giọng điệu trẻ con nói, ra. Nước đến rồi, Liễu Ngang Thiên cười lớn nói, ngoan. Vẫn là Sùng Khanh hiểu chuyện, lập tức uống, bộ dáng rất vui vẻ. Dương Túc quan sắc mặt lại cực bình đạm, xem hắn dáng vẻ như thường giữa mày hoàn toàn không có thương tâm nhị vô phiền não giống như được tạc từ ngọc bích không có máu hay nước mắt hắn kho mình hành lễ với liễu ngang thiên quay người lại muốn tìm một chỗ trong đại sảnh để ngồi xuống rất nhiều võ quan có mặt phòng khách sớm đã không còn chỗ ngồi dương túc quan liếc nhìn qua nhưng không có chỗ cho hắn an tỏa mọi người chạm mắt nhau rồi quay đầu đi ngoại trừ liễu ngang thiên và sùng khanh đối đáp không có âm thanh nào khác dương túc quan từ trước đến nay bình thản ung dung chưa bao giờ từng thất thố nhìn thấy tình huống này lại không tức giận định rời đi ngay lập tức lúc này lại có người đi tới trước mặt hắn kéo tay hắn hòa nhã nói dương lang trung đã lâu không gặp dương túc quan ngưng mắt nhìn lại thấy người tới có khuôn mặt chữ nhật mày kiếm mắt sáng đúng là lư vân thư sinh sơn đông chính trực thẳng thắn người liễu môn bỏ dương như giày rách hắn lại là người xuất đầu lập tức vòng tay qua người dương túc quan đưa tay về vị trí của mình trầm giọng nói ngồi xuống đi dương túc quan nghe được lời nói nhưng vẫn im lặng không có ý định ngồi xuống lư vân nắm tay hắn nhíu mày nói ngồi xuống đi đừng đứng yên cô thiến nghề cũng đứng dậy ôn nhu nói đúng vậy mau tới ngồi xuống uống trà mọi người đã lâu không gặp rồi dương túc quan cúi đầu nhìn xuống đất trong lúc nhất thời khóe miệng giật giật hốc mắt dường như đỏ lư vân quen biết người này cũng mấy năm chưa từng thấy hắn có nửa phần thất thố không khỏi trong lòng cả kinh liền vào lúc này dương túc quan đã ninh định như thường liếc nhìn lư vân nói lư vân cảm ơn ngươi hắn vỗ đầu vai đồng liêu thoáng chốc nhẹ phẩy ống tay áo rồi quay người rời đi ngũ định viễn là chủ nhân sao có thể để hắn rời đi như vậy? lập tức đuổi theo, gọi, túc quan dừng bước, ở lại dùng bữa xong cũng không muộn. bước chân đang định di chuyển lại bị ai đó giữ lại, quay lại thì thấy vi tử tráng, ngũ định viễn không biết tại sao lại ngăn cản hắn, không khỏi lo lắng nói: vì hộ vệ nếu còn có việc, lát nữa chúng ta nói chuyện được không? vi tử tráng lắc đầu nói: đừng đuổi theo hắn, vô dụng thôi. ngũ định viễn sắc mặt trầm xuống hỏi ngược lại, cái gì vô dụng? Các ngươi từ đầu tới cuối không để ý tới hắn, là có ý gì? Vì tử tráng nghe hắn nói, cũng không cần phải giấu giếm gì, lập tức nhún vai thở dài, có ý gì? Ngươi còn không hiểu sao? Hắn đã suy sụp rồi. Ngũ định viễn mày rậm run rẩy lùi lại một bước, cười khổ nói, suy sụp. Vì tử tráng kêu thán, không biết nên như thế nào, lại nghe một tiếng thở dài vang lên, một lão giả chậm rãi đứng dậy bùi ngùi nói định viễn a à định viễn người muốn giúp hắn cũng đừng để hắn liên lụy trên dưới triều đình đều cho rằng thiên tuyệt hại mình lầm người dương túc quan không thể đảm đương việc lớn thiếu lâm tự có tiếng không có miếng hắn nếu còn muốn giữ chức quan nhiều ngày nhất định phải đóng cửa ăn năn nghĩ cách giải thích với hoàng thượng người hiện nay quấn lấy hắn không khỏi làm hắn phân tâm với người với mình đều là không tốt Ngũ định viễn cười khổ, liễu ngang thiên thu nhận tiến cử làm quan, là ân nhân số một trong đời, không thể làm trái ý. Ngũ định viễn lòng tràn đầy tịch liêu, quay đầu nhìn Lưu Vân. Hai người ánh mắt giao nhau, tâm ý tương thông, thoáng chốc cùng gật đầu. Lư Vân phất ống tay áo, quay đầu nhìn Cố Thiến Hề, lại thấy Cố Đại Tỷ mỉm cười cũng gật đầu. Trong đại sảnh mọi người vẫn ồn ào như cũ, Lưu Vân ra cửa đưa tiễn, lại không ai ngăn cản. Nhìn Liễu Ngang Thiên trêu đùa hài đồng, tả Tòng Nghĩa và Thạch Bằng uống trà tâm sự, thần thái nhàn nhã. Cô Thiến hề chứng kiến, âm thầm cảm khái thói đời nóng lạnh. Đang muốn đứng dậy cáo từ, chợt nhìn thấy một bóng người. Mọi người nói chuyện ẩm ý, nhưng thiếu nữ kia chỉ nấp sau cây cột đại sảnh, lén nhìn ra ngoài cửa, thấy vai nàng run lên, nghĩ đến cũng là người trọng tình. Lư Vân là người nghĩa khí, đâu thèm quan tâm đến những gì người khác nói sau lưng. Huống chi phía trên hắn còn có một vị nhạc phụ thượng thư, cho dù có làm cho mọi người trong Liễu môn không vui thì hắn vẫn có thể chịu đựng được, lập tức đuổi theo đi ra cửa. Hắn đuổi ra ngoài nhưng chỉ thấy một lão làm vườn đang đứng bên đường, không thấy Dương Túc quan đâu. Lư Vân vội vàng bước tới hỏi, "Đại thúc, vừa rồi một nam tử bạch y vội vàng đi ra khỏi phủ, ngươi nhìn thấy không?" người làm vườn cúi đầu khoanh tay, như thể bị điếc, cho đến khi Lư Vân nói hai lần, hắn mới ngẩng đầu lên. Hoàng hôn chiếu giỏi, chỉ thấy người làm vườn kia đã ngoài 60, khuôn mặt tái nhợt không có máu, đôi mắt đầy vẻ chán nản. Hắn liếc nhìn Lư Vân rồi lại cúi đầu, phớt lờ câu hỏi của hắn. Lư Vân ngây ngẩn cả người, nói, lão trưởng, vừa rồi có một công tử đi ra ngoài cửa, ngươi có nhìn thấy hắn không? Lão nhân kia dường như điếc, Lư Vân ba lần tới hỏi, vẫn là thần khí xa cách. Lư Vân cảm thấy mất kiên nhẫn, lập tức đưa tay ra bắt. Ngón tay vừa chạm vào cánh tay, người nọ thân mình chấn động, chiếc liềm trong tay rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn Lư Vân, trong mắt tràn đầy tức giận. Lư Vân thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, nhất thời trong lòng lại có chút sợ hãi, lùi lại một bước, bất giác khum tay lại nói, "Xin lỗi." lão trưởng không để ý tới ta, cho nên ta liền, ta liền. Người nọ chậm rãi rời mắt khỏi Lưu Vân, cúi đầu nói, không sao, lão trịnh tuổi tác đã. Hắn ho khan, dừng một chút, sửa miệng lại nói, trịnh mỗ tuổi già rồi, mắt mờ tai điếc, không nghe được ngươi nói. Còn mong ngươi thư lỗi. Lư Vân ngây người hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, người làm vườn này lời nói nho nhã. Nhìn lão nhân này mi thanh mục tú, khi vũ bất phàm đừng nói là xuất thân tú tài thi rớt. Hồi tưởng chính mình năm đó thất bại, trong lòng hơi sinh đồng tình, mắt thấy người nọ chậm rãi khom lưng nhặt chiếc liềm dưới đất lên, Lư Vân nhanh tay lẹ mắt lập tức ngồi xổm xuống nhặt giúp hắn. Lúc này một bàn tay chặn lại, nhặt trước mặt hai người, Lư Vân trong lòng dùng mình, dọc theo cánh tay người nọ nhìn lại, trước mặt một gương mặt tôn quý trong sạch, mỉm cười nhìn mình, đúng là dương túc quan. Lưu Vân thấy hắn còn chưa đi xa, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cười nói, ngươi còn chưa chạm vào ghế, đã vội đi. Nắm tay hắn nói, ngươi nếu không thích tiếp đãi ở trong phủ, không bằng hai ta đi uống ly trà. Dương Túc Quan khẽ mỉm cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lưu Vân, nói Lư Chi Châu, ngài là thật không hiểu, hay là cố ý không hiểu. Lư Vân đạm nhiên cười, nói, Dương Lang Trung, nên hiểu, Lư Vân nhất định hiểu hắn tiến lên một bước, vòng tay qua người Dương Túc Quan, nói: không nên hiểu. Lưu Vân còn ngốc hơn trâu bò, không thể hiểu được. Dương Túc Quan nhìn vào Lưu Vân, đôi mắt mở to, dường như cực kỳ kinh ngạc. chậm rãi thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn, rồi lập tức bật cười lớn hơn. Lưu Vân cũng cười theo vài tiếng. Hắn nhớ tới Dương Túc Quan đã nhiều ngày hành tung không rõ, liền hỏi: đã nhiều ngày ngươi rốt cuộc đi đâu? mọi người đều rất lo lắng nghe xong lời này dương túc quan lập tức thu nụ cười thần sắc cực kỳ nghiêm túc ngày mùa thu trạng vảng ánh nắng chiều sáng lạn nơi xa hoàng thành lầu các phản chiếu ánh sáng đế vương thiên uy vọng cực kỳ vì trói mắt lư vân theo ánh mắt hắn nhìn lại chỉ thấy nơi xa một người khom người lưng còng đang làm việc một mình chính là người làm vườn mà hắn vừa nhìn thấy lư vân thấp giọng nói Dương Lang Trung, sư phụ ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Ngươi có biết không? Dương Túc Quan im lặng một lúc, không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói, Lưu Huynh, ngươi đọc đủ loại thi thư, luôn là người rất có kiến giải, ngươi có thể nói cho ta biết, trên đời này người tốt là thế nào? Người xấu là thế nào? Lưu Vân có chút sửng sốt, cái gì người tốt người xấu, thị phi chừng mực đó là câu hỏi của một đứa trẻ ở độ tuổi sùng khanh dương túc quan đường đường là một tiến sĩ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa lọt vào trong tầm mắt đâu chỉ muôn vàn lại đặt ra câu hỏi này lư vân trầm ngâm trong chốc lát đáp dương lang trung nếu đã hỏi ta đây cũng đáp nho giáo dạy rằng cầu nhân có thể được nhân đó là người tốt dương túc quan liếc nhìn nói nhân đó là có ý gì Lưu Vân lại cười nói, phu tử có câu phu nhân giả, kỳ dục lập nhi lập nhân, kỳ dục đạt nhi đạt nhân. Bắt đầu từ nhân tâm, kết thúc bằng hành động, có thể gần nhân chăng. Hắn thấy Dương Túc Quan không tỏ ý kiến, lập tức ngồi xổm xuống, viết chữ nhân trên mặt đất. Phu nhân giả, kỳ dục lập nhi lập nhân, kỳ dục đạt nhi đạt nhân. Người có nhân muốn thành người nhân đức thì cũng muốn người khác như mình, người có nhân đã làm được việc gì cũng muốn người khác đạt như thế. Nhân ở đây là trong nhân ái, nhân từ. Lư Vân chỉ xuống đất nói, người nhìn chữ nhân này bên trái là một, bên phải là hai. Một người nhân từ, hai người cũng vậy. Chuyện giữa hai người, đó là nhân. Nếu nghĩ đến người khác trong mọi việc, đó là xuất phát từ tâm. Đến khi làm đều vì lợi ích của người khác, đó là đặt mình vào vị trí người khác nếu có cả hai, cũng không thua kém Đức Phật. Dương Túc quan cười nói, biết dễ làm khó, chỉ sợ thiên hạ không mấy người làm được. 4. Chương 5 bại chiến tướng bất tử, hồi 3. Kết thúc chương 5, Lư Vân đưa tay chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào Dương Túc quan, nói, lời này của Dương Lang Trung không đúng. Nhân có ở khắp mọi nơi, hai người ta ngươi ở đây cũng có thể có nhân. Hắn thấy trên quần áo Dương Túc Quan có dính cỏ khô, lập tức giơ tay lên phẩy đi cho hắn, nói: "Nhân không nhất thiết phải đập đầu, đổ máu, cũng không nhất thiết phải có hành động anh hùng, sự nghiệp to lớn. Việc nhỏ cũng có thể trở thành nhân. Chỉ cần trong lòng có thiện niệm, cho dù bố thí một chén cơm, đưa một chén nước, có một khắc quên mình vì người khác, đều có thể khiến phu tử động lòng." Dương Túc Quan im lặng nhìn hắn, đột nhiên gật đầu nói: Lưu Vân, ngươi thực sự là một người đáng gờm. Chẳng trách Trọng Hải lại kính trọng ngươi như vậy. Hai người quen biết tới nay, có khi nào nói chuyện chân thành như vậy? Lưu Vân mặt ửng đỏ, có chút thụ sủng nhược kinh, xua tay nói, chỉ là một mọt sách mà thôi, có gì lợi hại đâu. Dương Lang Trung khen ngợi như vậy cũng thật khiến ta xấu hổ. Dương Túc Quan khẽ mỉm cười, thoáng chốc cúi đầu nhắm mắt lại. Lưu Vân thấy hắn tự hồ đang suy nghĩ cái gì, nhất thời không dám quấy dày, chỉ lặng lặng chờ lời nói. Trời đã khuya, gia đình ở đằng xa cầm đèn dầu đi tới, gió thu mát lạnh thổi qua khiến lòng người cảm thấy thư thái. Lư Vân đứng ở bên cạnh nhìn thấy Dương Túc Quan vẫn bất động, chỉ cúi đầu nhắm mắt lại, giống như một lão tăng đang thiền định. Lư Vân thấy đèn dầu trong ngũ phủ sáng lên, nhớ tới cô thiến nghề còn đang chờ hắn về, liền nói, trời đã tối ta phải đi rồi chúng ta ngày khác lại nói chuyện hắn đang muốn đứng dậy chợt thấy dương túc quan mở mắt duỗi tay kéo lưu vân nói lưu huynh ngươi nếu coi ta là bằng hữu có thể trả lời một chuyện được không mặc dù trước đây lưu vân không thân cận với người này nhưng bây giờ dương túc quan đang điêu tàn tình cảnh càng cô đơn sao có thể rời đi bỏ mặc hắn xúc động liền nói dương lang trung cứ hỏi tại hạ chỉ cần biết sẽ không giấu giếm. Dương Túc Quan nở một nụ cười hài lòng, lập tức gật đầu nói, khi sư phụ của ta qua đời, Huynh là người đầu tiên nhìn thấy ông ấy. Huynh có thể nói cho tại hạ di ngôn của ông ấy trước khi chết không? Lư Vân trong lòng dùng mình, lại có chút do dự. Chỉ vì là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của thiên tuyệt nên những ngày này hắn dường như trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Không chỉ những cao tăng như Linh Âm linh chân tới hỏi mà tống công mại và cao thiên uy cũng đã hỏi thăm rất nhiều lần chỉ là tần trọng hải khi đó đã trịnh trọng dặn dò tuyệt đối không được nói di ngôn của thiên tuyệt với người ngoài nếu không thiên hạ tất có đại hòa cũng là vì thế lưu vân luôn kín tiếng chưa bao giờ nhắc đến nửa lời với bất cứ ai thấy lưu vân trầm mặc hồi lâu dương túc quan cũng không thúc giục chỉ đứng một bên chờ lưu vân thấy hắn khoan dung bình đảm không hề hỏi vòng vèo ý tứ của mình, ngược lại càng cảm thấy do dự. Với sự thâm trầm đa trí của Dương Túc Quan, nếu hắn mới bắt đầu đã lừa gạt ép hỏi thì với tinh khí của mình, nhất định sẽ có đề phòng, đánh chết không nói. Nhưng người này bây giờ quyền binh không có, in cảnh thê lương, không khỏi đã đả động đến Lưu Vân. Về tình về lý, hắn là đệ tử yêu quý của thiên tuyệt, di ngôn của sư phụ, chính mình dựa vào cái gì giấu diếm. Lưu Vân trong lòng hơi động, đang muốn nói, chợt nhớ tới Tần Trọng Hải từng nói thay đổi triều đại, hắn trong lòng cả kinh rút lại lời nói. Dương Túc Quan khẽ mỉm cười nói, Lưu Huynh, ta luôn là người quy cù. Chỉ cần cha mẹ tôn trường đặt ra quy tắc, ta nhất định sẽ tuân thủ. Bây giờ ta trưởng thành, biết được nhiều, cha mẹ dần cũng quản không được nữa. Bây giờ điều duy nhất có thể quản ta, chỉ còn có, hắn dừng một chút, nhìn lên ánh nắng chiều vô tận, nhẹ giọng nói, trời xanh. Dương túc quan nhẹ nhàng vái chào, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại có chút lười biếng nên bỏ đi. Lư Vân ngơ ngẩn nhìn, nhìn thấy đồng liêu của mình xoay người đi về phía góc sân, sắc trời dần tối, hắc ảnh bao trùm lấy hắn, trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh của hắn. Lư Vân tâm niệm vừa động, bỗng nhiên có chút không đành lòng, vội vàng đuổi theo kéo hắn lại lư vân trong lòng khó chịu không nhanh không chậm cắn răng liền nói không dối gạt ngươi ngày ấy tôn sư để lại hai câu câu đầu tiên gọi là kim thủy kiều bạn dương túc quan biểu tình kinh ngạc lẩm bẩm kim thủy kiều liền vào lúc này sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn lư huynh đệ lư vân quay đầu lại sau lưng bước chân lộn xộn rất nhiều võ quan đi ra trước mặt hai người một lão một tráng sóng vai hành tàu đều tay to mặt lớn Giáng người cường tráng. Người bên trái là Liễu Ngang Thiên, người bên phải là Ngũ Định Viễn. Xem ra người vừa gọi chính là hắn. Thấy Ngũ Định Viễn đến gần, Dương Túc Quan không muốn đối mặt mọi người nên lập tức nhảy lên, thân mình bay xa mười trường, như tờ giấy phiêu diêu trên đầu tường. Lư Vân trong lòng hoảng sợ, hắn không biết Dương Túc Quan từ khi nào đã luyện thành thân pháp như vậy, hắn tự biết khinh công của mình không sánh bằng, vết thương còn chưa lành, chỉ có thể bước nhanh đến dưới chân tường, vội vàng kêu lên, Dương Lang Trung. Ta còn chưa nói xong. Người muốn đi đâu? Mặt trời đỏ sắp lặn trên núi, Dương Túc quan quỳ một chân mồi sổm, cúi đầu nhìn phía Lưu Vân, ánh mặt trời lặn chiếu vào hắn rực rỡ, hiện lên khí chất cực kỳ tôn quý. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nghe hắn nhẹ nhàng thở dài, ngươi không cần khó xử. Trời cao nếu rủ lòng thương ta, sẽ để ta nhận được điều xứng đáng. Ngược lại, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn duỗi tay khẽ chạm vào gò má Lưu Vân, lại nói, sắp chia tay, tặng ngươi một lời. Lư Vân không biết vì sao, chỉ cảm thấy Dương Túc Quan sắp một đi không quay lại, hắn nhiệt huyết dâng trào, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Dương Túc Quan mỉm cười nói, nghe ta khuyên, rời kinh thành đi, người không thích hợp nơi này. Thoáng chốc thân hình nhảy lên, đã bay khỏi tường biến mất lư vân kêu lên một tiếng đang muốn đuổi theo ra chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thở dài nói lư hiền chất đừng đuổi theo lư vân quay người lại thấy một lão giả đứng sau lưng mình đúng là liễu ngang thiên ông đặt tay lên vai lư vân nói hắn trong lòng khó chịu để hắn đi thôi lá rơi trên tường ngoại trừ ánh nắng chiều mùa thu nơi nào còn thấy được thân ảnh của phong lưu tư lang trung lư vân hừ một tiếng ngũ định viện thấy hắn dường như có suy tư lập tức đi tới bên cạnh lư vân nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn diễm đình là một bàn đồ ăn chỉ muốn mọi người ở lại phủ ăn cơm chỉ là kinh nhiễu một buổi chiều không ai còn tâm tư từng người cáo tư diễm đình cũng không giữ người chỉ ngơ ngẩn không nói dường như có tâm sự lư vân cũng không nói gì thêm tự cùng cố thiến nghề sóng vai hồi phù Lưu Vân lúc này thương thế phục hồi như cũ rất nhiều, cô Thiến Hề mấy ngày nay không cần chăm sóc hắn nên trở về nhà mình. Hai người bên đường về nhà, lá rụng tả dương, con đường lát đá xanh tràn ngập tiết trời mùa thu mát mẻ. Lư Vân đầy mặt u sầu, không có tâm trạng xem, nghĩ đến những lời trước đó của Dương Túc Quan, càng cảm thấy buồn. Cô Thiến Hề nghe thấy hắn thở ngắn than dài, liền hỏi nói, chẳng phiền não chuyện của Dương Lang Trung, đúng không? Lưu Vân thở dài gật đầu. Thiên tuyệt tăng hại mình lầm người, Dương Túc Quan không đảm nhận được việc lớn, thiếu lâm tự có tiếng không có miếng, ba câu này đã quyết định kết cục trận chiến. Từ nay trở đi, sau võ lâm gian kế Côn Luân, Hoa Sơn, lại thêm một danh môn đại phái sụp đổ. Nghĩ đến thiếu lâm bị sụp đổ, võ đang chịu tội liên đới tần bá tiên, cửu Hoa Sơn bị thanh y tú sĩ liên lụy, tứ hùng tứ cường lần lượt sụp đổ, chỉ còn lại điểm thương, Nga mi không động là binh tôm tướng cua, sao mà tranh đấu được? Lư Vân lòng tràn đầy yêu sầu, thở dài, lần này triều đình thất bại nặng nề, Dương Lang Trung là đại quân chủ soái, thật không biết Hoàng thượng định tội hắn như thế nào. Hai người nắm chặt tay nhau, cố thiến hề nhận thấy lòng bàn tay của Lư Vân đầy mồ hôi lạnh, khuyên nhủ, chàng đừng phiền não. Ương lang trung gia thế phi phàm. Cha hắn là trung cực điện đại học sĩ, có giao tình thân thiết với nhiều đại thần, sẽ không ngồi yên nhìn nhi tử chịu khổ. Dương viễn địa vị cao, địa thế ổn như bàn thạch, tam đại phái trong chiều nề mặt ông ta, tất sẽ thủ hạn lưu tình, Lưu Vân nghĩ đến điều này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cố Thiến Hề biết rất rõ tính tình của Lưu Vân, sợ đại hoàng cầu lại lần nữa tác quái, cô nàng không muốn tỉnh lang lại lo lắng chuyện người khác nữa mắt to nhìn về phía lư vân đi lùi lại phía sau lư vân thấy nàng đường thẳng không đi lại đi lùi không khỏi sửng sốt cố thiến nghề ngửa đầu nhìn tỉnh lang cười nói lư lang nhìn ta đôi mắt to chớp chớp nhìn rất đáng yêu quyến rũ lư vân thấy nàng kỳ quái không khỏi kinh ngạc nói nàng đang làm gì vậy luyện khinh công sao Cô thiến hề xinh đẹp cười, mắng nói, chẳng đừng tổn hại ta. Nhìn ta này, Lư Vân thấy nàng bỗng nhiên làm nũng, không khỏi nở nụ cười, hắn giả vờ uy oải, chậm rãi cúi đầu nói, như vậy sao? Cô thiến hề phụt cười nói, trông chẳng thật mốc nghếch, giống như một kẻ ngốc thực sự, duỗi tay đánh vào chán hắn một cái. Lư Vân tuy là thư sinh cổ hủ, sợ nhất trước mặt người ngoại lộ ra tư tình nhi nữ, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, lúc này có người yêu ở bên cạnh, tiền đồ sán lạn tựa gấm hoa, tâm cảnh bình thản, không khỏi cũng nổi lên tính trẻ con. Liền cùng cố thiến hề chơi đùa một hồi. Hai người cùng cười rồi trở về nhà. Cố thiến hề thấy cửa đỏ thẫm đèn lồng, trên mặt chợt đỏ bừng. Không mấy ngày nữa sẽ gả đi, từ đó trở đi, từ đây cố tỷ không còn nữa. Thiên hạ chỉ có một lư phu nhân, nàng trong lòng vui sướng, rồi lại xấu hổ, chỉ nhìn xuống đất, mỉm cười không nói gì. Hai người đang đứng trước cửa cố ra, đang định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi cửa, bước về phía trước nhưng mặt lại quay sang một bên, nói chuyện bằng thổ ngữ giang nam, đang gian dậy hạ nhân. Không cần nói, tất nhiên là nhị di nương rồi. Nhị di nương mới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lưu Vân đặt tay lên vai cố thiến huy hai người ôm ôm ấp ấp, khiến đôi mắt nhị di nương sáng lên. Bà liếc nhìn Lưu Vân từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, ở giữa cửa làm gì vậy? 18 lần đưa tiễn sao? Si Ba Si An xong 18 lần đưa tiễn là một cảnh nổi tiếng trong vở kịch Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, vì từ nơi họ cùng học đến nhà Lương Sơn Bá và nhà Trúc Anh Đài cách nhau 18 dặm nên gọi là 18 lần đưa tiễn. Cố Thiến Hề Đỏ mặt nói, Lư Lang, tối nay mẫu thân muốn ta đi cùng bà ra ngoài, không thể để bà đợi lâu được. Ta đi vào trước, sau đó tự đi vào cửa để lại một mình Lưu Vân. Mắt thấy nhị di nương như hung thần chặn ở cửa, Lưu Vân cũng không dám đi theo vào, lập tức cúi đầu nói, chào di nương. Di nương cười hắc hắc hai tiếng, đang muốn tiếp lời, chợt thấy Lưu Vân lùi lại một bước, chắp tay nói, cáo từ. Thoáng chốc vận khởi khinh công, chuẩn bị rời đi. Nhị Di Nương trong lòng tức giận, thấy câu đầu tiên của Lưu Vân là chào Di Nương, câu thứ hai là cáo từ, đối đãi với bà như ôn thần, lập tức hét lên một tiếng, ngăn cản hắn, giận dữ nói, lừa dối. Chiếu lệ, đường đường một trạng nguyên, thi thư đọc được vất đâu rồi? Lại đây cho ta, để cho Di Nương hỏi rõ ràng, Lư Vân cười khổ, hắn là cô gia, chỉ con rể trong nhà, tương lai của cố gia nhị di nương là vãn bối, tự cũng không thể thất lễ, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, khom người hạ eo, cất cao giọng nói, bẩm di nương, vãn sinh lưu vân, đặc biệt tới vấn an người. Di nương thân thể an khang, sớm tối bình an. Nhị di nương thấy hắn thần thái cung kính, chỉ còn thiếu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, cơn tức giận cũng lắng xuống không ít, mỉm cười liền nói, thì ra là cô ra. Dì nương đã nhiều ngày không thấy cô ra tới đây, trong lòng có nhớ mong, chúng ta cùng ăn tối đi. Lư Vân vừa thấy bà trong lòng liền phát lạnh, cho dù không bệnh cũng mài ra bệnh, chưa kể vết thương ở ngực vẫn còn rất đau. Lập tức bồi cười nói, buổi tối cháu trai ta có hẹn với người khác, lúc này không tiện, hai ngày nữa ta sẽ quay lại thỉnh an di nương. Nhị nương than thở một tiếng, Lư Vân mỉm cười thản nhiên nói, di nương thần công cái thế vạn phu vô địch, vãn sinh xin cáo từ. Nhị di nương nghe hắn miệng đầy ca tụng, rồi lại nghe không rõ là gì, đang muốn thắc mắc, Lưu Vân đã xoay người bỏ chạy. Thần pháp cực nhanh, thật là hiếm thấy. Lưu Vân vươn vai, gạt bỏ những chuyện trần tục phiền lòng, chỉ đi dạo trên phố. Từ khi đỗ trạng nguyên tới nay, còn chưa từng có thời gian nhàn rỗi như vậy. Đếm từng ngày, còn mấy ngày nữa là đến Tết Trung Thu, sau khi mình thành hôn, hắn đã là người có gia có nghiệp, đến lúc đó thân làm trượng phu, làm cha, giây phút nhàn hạ như vậy nữa không biết đến tháng năm nào mới có. Lư Vân duỗi người nhìn về phía tiệm rượu bên kia đường, cổ họng lại có chút ngứa ngáy. Đã lâu không uống một chén. Từ khi đến Giang Nam nhậm chức, xung quanh không là cô nương nữ nhi thì là thuộc hạ, đã có khi nào cùng hảo huynh đệ cùng uống cùng say? nghĩ lại năm ấy mất tinh thần anh hùng, hoài yêu tang trí, thân chẳng có gì dư thừa thời gian là ở tiệm rượu kia dài sầu. Lưu Vân cảm thấy hơi hoài niệm nên đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong. Hai năm không tới, tiệm rượu không còn vẻ bẩn thỉu như xưa nữa. Thấy có tường đỏ gạch xanh, bầy biện đổi mới hoàn toàn, đã được dựng thêm lầu hai. Trong tiệm càng là khách quý chật nhà, nếu không phải trước kia đã tới, bây giờ nhất định không nhận ra. Chủ quán thấy có người ở cửa tiệm nhìn xung quanh, nhất thời cười nói, đây là lần đầu tiên ngài đến. Tiệm rượu tay nghề chính gốc, ngài nếm thử hương vị xem. Trong tiệm rực rỡ hẳn lên, chủ quán kia lại đã già rồi xem hắn dáng người mập ra, tuy vẫn là người năm đó nhưng bây giờ đã có nhiều nếp nhăn, thực sự già đi rất nhiều. Lư Vân chủ quán lại cười nói, là khách quen cũ, ông thật sự không nhớ sao? Chủ quán nghe thấy Lưu Vân nói như vậy, lập tức nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng dù mắt ông có sắc hơn gấp 10 lần, làm sao có thể nhận ra công tử soái khí hiên ngang trước mặt, năm đó là một gã tội nghiệp say rượu ngã chân bàn ăn. Nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc, gãi gãi mặt. Cửa tiệm mới, người cũng vậy, không ai nhận ra ai. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của ông, Lưu Vân lập tức mỉm cười nói, mấy năm không tới, khó tránh khỏi ông đã quên ta làm phiền sắp cho ta một bàn cạnh cửa sổ, đưa lên một lọ mau đài, một con gà say sơn đông. Chủ quán nghe hắn quen thuộc như vậy, như thể thực sự là một khách hàng quen. Ông sờ sờ đầu, cười nói, được, được, khách quan xin mời ngồi, chúng ta sẽ mang đồ ăn tới. Lư Vân đi vào trong tiệm, đang muốn tìm bàn ngồi xuống, chợt nghe sau lưng có người kêu, Vân Nhi. Con cũng tới đây sao? Lưu Vân nghe được đây là giọng nói của cố tự nguyên, nhất thời đại hỷ, hiếm khi gặp được nhạc phụ đại nhân, không những tiết kiệm tiền ăn uống mà còn có thể đối đáp ngâm thơ thảo luận một phen, Lưu Vân vội vàng quay người lại, khom người nói, cố bá bá. Tiếng chưa tắt, nghe được một người cười nói, còn gọi cố bá bá. Đến giữa tháng đã làm gì người ta, nên gọi cha rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Vân đỏ bừng, nhìn xung quanh, thấy có hai người ngồi bên cửa sổ một người là lão giả Tuấn Tú chính là cố tự nguyên một lão nhân khác ngồi bên cạnh cũng là người mình quen biết đúng là người năm đó cùng đi theo đoàn hộ giá hòa thân Hà đại nhân người mới vừa rồi nói cười chính là ông Lưu Vân không dám thất lễ chắp tay liền nói Hà đại nhân Hà đại nhân vẫn không thay đổi tác phong ngày xưa của trường nhạc hầu cho dù trong chiều có chuyện gì xảy ra đều vẫn tươi cười Ông đứng dậy, mỉm cười với cố tự nguyên, nói, cô lão, chuyện này đã định rồi. Cố tự nguyên đứng dậy cười nói, yên tâm, ta sẽ lo liệu. Lư Vân một bên nhìn, không biết hai vị đại thần này có chuyện quan trọng gì, sợ mình không tiện nghe nhiều, đang muốn tránh đi, Hà Đại Nhân lại đã đi tới, cười nói, đừng đi đừng đi. Các người cha vợ con rể hai người lén đi uống rượu, lão nhân ta ở đây làm gì? Người qua đây ngồi xuống, bồi chuyện cha ngươi ta phải đi rồi cười ha ha quay đầu liền đi lư vân cười một lúc rồi ngồi vào bàn cố tự nguyên nói thật trùng hợp con cũng tới phong minh lâu uống rượu lư vân khẽ mỉm cười thầm nghĩ phong minh lâu phong minh hai bờ sông diệp nguyệt chiếu một cô thuyền thật sự là một đời vua một đời thần tên đều văn nhã nghĩ tới năm đó cửa tiệm này dơ bẩn dương túc quan Tần Trọng Hải tới đây uống rượu cũng là bất đắc dĩ, còn bản thân mình là một tên nghèo kiết hủ lậu nên đành phải tới. Hóa ra việc làm ăn của ông chủ này càng ngày càng phát, xem ông hô mưa gọi gió, thật danh chấn giới quan viên. Sau khi hạ đại nhân rời đi, tiểu nhị đến dọn bát đũa và mang bát đũa mới. Lư Vân tiền tuyến trọng thương, gần tháng nay chưa từng cùng nhạc phụ nói chuyện, lúc này tất nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Cố Tự Nguyên nhìn bầu rượu, nhàn nhạt, nhạt nói, "Thương thế thế nào? Có thể uống rượu không?" Lư Vân vội vàng nói, "Tốt hơn nhiều rồi, có thể uống được." Hắn cầm lấy bình, rót đầy một chén cho Cố Tự Nguyên. Cố Tự Nguyên cầm lấy chén rượu, chạm với Lư Vân rồi nhấp một ngụm. Nhàn nhạt, nhạt nói, "Rượu có vị hơi nhạt." Nhìn ngoài cửa sổ, Lư Vân nhìn theo ánh mắt ông, thấy phố đối diện lầu các đèn đuốc sáng trưng là chỗ ở của cố gia. Lư Vân thấy ông vô hỷ vô nổ, sâu xa khó hiểu, bộ dáng không thân thiết hòa ái như trước, không khỏi trong lòng lo sợ, không biết ông có gì phân phó. Hắn lại rót thêm một chén rượu cho cố tự nguyên, hỏi, cố bá bá, người không vui sao? Cố tự nguyên nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại, Vân Nhi, con đỗ trạng nguyên đã được bao lâu rồi? Lư Vân vội nói, năm ngoái trông thua trúng cử, đến nay đúng vừa một năm. Cố tự nguyên thở dài nhẹ giọng nói, rất tốt, rất tốt. Lư Vân thấy thần thái ông như vậy, nhất thời trong lòng càng sợ, chỉ co cóng chân tay không dám cử động. Cố tự nguyên uống rượu, sau đó đột nhiên đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Bi Thanh nói, hài tử, nhìn những gì con đã làm trong năm qua, cố bá bá hối hận chính mình già cả mắt mờ, đem nữ nhi phó thác cho con. Lư Vân chấn động, Cố tự nguyên từ trước đến nay yêu thương mình, khi nào lại lạnh lùng sắc bén như vậy. Lư Vân cuống quýt đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh bàn, dập đầu nói, cố bá bá. Người nếu có gì trách cứ, hãy cứ của trách, Vân Nhi nơi này lắng nghe. Cố tự nguyên thở dài nói, hài tử, ta thường suy nghĩ, con rể của mình nên là người thế nào? Con văn học cao, cốt khí cường, mọi việc đều khiến cố bá bá vui vẻ, nhưng hải tử ông chạm gò má lư vân thấp giọng nói không ai sẽ gả nữ nhi của mình cho văn thiên tường lư vân há to miệng ngơ ngác nói cố bá bá người lời này của người là văn thiên tường là một thi sĩ yêu nước nổi tiếng thời nam tống cố tự nguyên cười khổ không nói tự uống tự chuốc một lúc lâu sau mắt thấy lư vân quỳ trên mặt đất bộ dáng thập phần sợ hãi liền kéo hắn đứng dậy bảo hắn ngồi lại chỗ của mình. Lư Vân rơi nước mắt nói, cố ba bá, người muốn đánh muốn chửi, Vân Nhi nơi này đều nghe, chỉ xin đừng im lặng, Vân Nhi trong lòng rất khó chịu. Giơ tay áo lau nước mắt, khách ở bên đều ghé mắt nhìn lại. Cố tự nguyên thở dài, nói, Thánh Hiền nói, Thánh Hiền nói, hài tử a à hài tử, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một người lúc nào cũng treo ở trong miệng bá tánh đẩy cửa sổ ra để quang cảnh đường phố lọt vào lư vân nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã là sau giờ ăn tối nhìn thấy người đi bộ qua lại trên đường trong đó có những người mở cửa hàng và buôn bán như thường chẳng những không thấy sự hỗn loạn của kinh thành năm ngoái mà còn thịnh vượng hơn như thể thái bình thịnh thế cố tự nguyên nhàn nhã nói nói cho ta gian thần làm hại phản nghịch tái khởi những ba tánh này vì sao còn cười được lư vân thấp giọng nói bọn họ có cơm ăn trong lòng vui sướng cho nên mới cười cố tự nguyên gật đầu nói đúng là như thế điều quan trọng đối với bá tánh là an ổn có cơm ăn ai đương quyền ai chủ chính với bọn họ đều là giống nhau thay đổi triều đại cũng vậy điếu dân phạt tội cũng thế đây đều là chuyện của vương công đại thần ai có thể khiến mọi người được no đủ hải tử bình bình an an lớn lên khuê nữ ổn định xuất giá, khổng tử chu công là ai, con có hiểu điều này không? Lư Vân hướng mắt nhìn ra đường, trong mắt thương xót vô hạn, một lúc lâu sau mới thấp giọng thở dài nói, cố ba bá, chỉ cần bá tánh có cơm ăn, có áo mặc, ngay cả quan quân là hạng người đại gian đại ác, chúng ta cũng không nên quản sao. Cố tự nguyên biết Lư Vân cá tính cương ngạnh, sẽ gặp rắc rối khi làm quan, ông muốn cởi bỏ tư tưởng không thể phá vỡ của con gì nói, có thể khiến bá tánh no đủ, sao có thể là kẻ đại gian đại ác? Theo ta, nếu dị tộc chiếm lĩnh quốc thổ, chỉ cần có thể khiến bá tánh ăn cư lạc nghiệp, có cơm ăn, có áo mặc, cũng có thể là một vị hoàng đế tốt trong lòng bá tánh. Lư Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mỉm cười, cho nên... Cho nên chỉ cần triều đình có thể nuôi sống đại đa số người dân, liền có thể tùy ý giết chóc một số người, mặc kệ thủ đoạn vô tình tàn nhẫn cỡ nào bá tánh cũng sẽ như nhìn không thấy, phải không? Cố tự nguyên sắc mặt run lên, lại là lên tiếng không được, một lúc lâu sau, ông phất phất tay, lại không đáp lời. Lư Vân nghiêm nghị ngửa mặt lên trời, nói, cố ba bá, nếu hôm nay đối phó chiếu lệ người, con sẽ không còn là nho sinh nữa. Thân đọc sách thánh hiền, đều không phải là vì hoàng thượng làm việc, cũng không phải vì bá tánh làm việc. Cái gì dân vì, Quân vì, con đều không cần." Cố Tự Nguyên sắc mặt run lên, nói: "Vậy, vậy con muốn cái gì?" Lư Vân nhìn lên bầu trời đêm, nghiêm nghị nói: "Một vật cao hơn thế gian này, còn gọi nó là Chính Đạo." Cố Tự Nguyên đặt chén rượu xuống, kêu lên: "Chính Đạo?" Lư Vân nhìn vào lòng bàn tay mình thấp giọng nói: "Chính Đạo, chính là đối nhân xử thế." "Trái phải rõ ràng trước tiên." không thể bị một nắm tay lớn hay nhiều người có thể khống chế được. Hoàng đế cũng vậy, bá tánh cũng thế, đều không thể mảy may khống chế con. hắn giơ lên chén rượu, uống cạn, nói, không tìm được đường đến trái tim, con có thể quay lại bán mì, cho dù thế nhân coi con là phản đồ khổng môn, con cũng không đề bùng. một không lòe thiên hạ, hai không mị hoặc tân bốc người khác, không cần biết có bao nhiêu người nắm tay lớn đến đâu dù có hàng vạn người con vẫn sẽ bước đi. Đây là chi khí của nho sinh khổng môn. Cố tự nguyên trong lòng cảm động, đang muốn mở miệng phụ hỏa, chợt nhớ tới mình ở đây để khuyên nhủ, vội vàng đập bàn trách mắng, không được nói như vậy. Không ai muốn con làm người xấu, nhưng không ai muốn con trở thành kẻ ngốc. Giữa lúc loạn thế, chúng ta chỉ cần đứng giữa, giữ được chính mình, bảo vệ được người nhà, đó chính là trí nghiệp vĩ đại nhất con hiểu không? Lư Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cố tự nguyên nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại là thương tiếc, lại là lo lắng, liền sợ mình hủy hoại tiền đồ của chính mình. Lư Vân trong lòng cảm khái, thầm nghĩ, cố bá bá yêu mình tình cảm chẳng khác gì cha con. Hắn cúi đầu xuống, im lặng không nói gì rồi gật đầu. Cố tự nguyên nhẹ nhàng thở ra, nói, thiến nhi không lâu nữa sẽ là thê tử của con. Nếu đầu óc của con còn suy nghĩ loạn, suốt ngày gây chuyện thị phi, cô bá bá là người đầu tiên không buông tha. Lư Vân khẽ cười khổ, nói, chất đáp ứng cô bá bá, cho dù phát sinh chuyện gì, nhất định bảo vệ thê tử. Cố tự nguyên rất hài lòng, gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, đột nhiên nói, Vân Nhi, cô ba bá, bá có chuyện muốn nói cho con. Lư Vân trong lòng dùng mình, vội nói thỉnh cố ba ba nói cố tự nguyên nhìn lưu vân chăm chú lại nói ba ngày sau ngự môn đại thẩm hoàng thượng muốn triệu kiến trung tướng diệt phỉ ở cổng càn thanh luận công hành thường có tội tắc phạt lưu vân thốt lên một tiếng lần này triều đình xuất binh bất lợi dương túc quan thân là trung quân chủ tướng tất nhiên là đứng mũi chịu xào hắn trong lòng hoảng loạn đang muốn đặt câu hỏi chợt thấy cố tự nguyên mình ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, biết những lời của cố tự nguyên trước đó, là muốn hắn đừng can thiệp vào tranh chấp triều chính. Quả thấy cố tự nguyên mặt lạnh lùng, lành lạnh nói, cố bá bá hỏi con một câu, nếu Dương Lang Trung bị phán tử tội, con sẽ như thế nào? Lại muốn ra tay cứu người sao? Vừa rồi con đã hứa điều gì? Lưu Vân cúi đầu nhìn xuống đất, hồi lâu không nói nên lời kỳ thật hắn và Dương Túc Quan cũng không có thâm giao, cũng không thích thủ đoạn làm việc của người này, thậm chí năm trước còn cùng hắn gây rắc rối chuyện liên quan cố thiến hề. Chỉ là trước mắt Dương Túc Quan tình cảnh thê lương, ngược lại khiến nổi tâm thương hại, nhất thời không bên nên thế nào. Cố tự ngưng lại nói, con trời sinh là người có lòng nhân ái biết đạo lý, cố bá bá yêu con vì thế, giận con cũng vì thế trước đây chuyện của tần trọng hải xảy ra đột nhiên ta trước đó không biết xong việc cũng không so đo với con nhưng lần này nếu con lại muốn nhảy xuống biển khổ cô bá bá nhất quyết không đồng ý lưu vân nghe xong đột nhiên bật khóc từng người đồng liêu trong liễu môn của hắn ngã xuống hoặc đi xa tha hương tụ chúng tạo phản hoặc tay vạ đến nơi tánh mạng khó giữ được lưu vân cảm thấy chua chát trong lòng thoáng chốc nước mắt lăn dài trên mặt Cố tự nguyên thấy hắn sắc mặt đau khổ, lập tức thở dài một tiếng, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, cố bá bá chỉ là thử con thôi. Hãy đọc cái này trước đi, Lư Vân không biết lai lịch của tờ giấy này, nhưng đích thân cố tự nguyên đưa nó ra nhất định trọng đại dị thường, lập tức cuống quyết đọc, miệng thì thầm. Bại chiến tướng bất tử, khó nói hết, hạnh phúc tới cuối đời, dưới ánh trăng ngọc, mặt giãn ra mỉm cười. Mắt thấy con rể yêu quý mặt lộ vẻ khó hiểu, cố tự nguyên giải thích, cố bá bá cũng không gạt con. Đây là ngự thư phòng truyền gia ngự phê. Nội thị sao chép ra, lén đưa đến binh bổ. Ông lấy lại tờ giấy, nói một cách ấm áp, theo tờ giấy này, mấy ngày sau ngự môn đại thầm, Dương Lang Trung có thể bình an vượt qua. Cố bá bá mới vừa rồi hỏi con như vậy là muốn nghe lời nói thật tình của con lư vân than lên một tiếng trong lòng lại kích động lại hổ thẹn dương túc quan là quan thuộc bộ binh là thuộc cấp của cố tự nguyên hóa ra nhạc phụ sớm đã thay hắn tìm hiểu nhờ người đến thượng thư phòng hỏi thăm lư vân nín khóc mỉm cười lập tức giơ lên chén rượu lớn tiếng nói thế nhân lạnh bạc cố ba bá có lòng chất tự hào vì được làm con rể người nơi này kính người một chén hai người buông bỏ những lo lắng uống rượu cười đùa đến tận khuya. Chỉ là cố tự nguyên vô cùng sợ con gì lại gây chuyện nên trong bữa tối đi tới đi lui. Ân cần dạy bảo, dạy dỗ hắn đủ cách làm người xử thế, tuyệt đối sẽ không để hắn lại đi gây chuyện thị phi. Suốt một ngày bận rộn, đầu tiên là đến ngũ phủ, sau lại cùng nhạc phụ uống rượu, trở lại chỗ ở chính mình, đã cảm thấy mỏi mệt. Cô Thiến Hề lúc này không ở bên chăm sóc, nhưng nàng hành sự chu đáo, Sớm đem thuốc trị thương đặt ở trên bàn, để Tình Lang tự bôi. Lư Vân cởi bỏ vạt áo, tự đổi thuốc trị thương, sau đó đi tới nằm xuống. Thời gian này ăn ngon ngủ tốt, thương thế phục hồi rất nhanh, dự kiến đến trung thu sẽ tháo băng được. Lư Vân cởi giày, nhìn nóc nhà đen như mực, thầm nghĩ, thật nhanh, ta sắp thành thân, làm trượng phu của người ta. Năm đó từ Đại Lao Sơn Đông chạy ra, làm sao nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay? hắn ngả xuống giường, trằn trọc suy nghĩ về những năm qua, trong người càng thêm hưng phấn, đơn giản ngồi dậy, thắp một mọn nến, chỉ muốn để bút viết văn để bày tỏ nỗi buồn mấy ngày qua. Lưu Vân xuất thân trạng nguyên, mua bút đặt bút như mây khói, hắn mài một nghiên mực rồi chấm bút lông vào, bỗng nhiên trong lòng vừa động viết xuống mấy câu cố tự nguyên cho hắn xem. bại chiến tướng bất tử khó nói hết đi, hạnh phúc tới cuối đời, dưới ánh trăng ngọc, mặt giãn ra mỉm cười. Lư Vân khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, ông trời có mắt, xem ý tứ này của Hoàng thượng, Dương Lang Trung chỉ cần có thể chịu đựng cửa ải khó khăn này, ngày sau tất sẽ bị cực thái lai, lại được trọng dụng. Hắn thấp giọng đọc vài lần, lại thầm nghĩ, mọi người đều mắng Hoàng thượng ngu ngốc, kỳ thật về văn học mà nói, thánh thượng của chúng ta thực sự rất vĩ đại cảnh thái hoàng đế giỏi văn chương ngày thường thích ngâm thơ câu đối võ anh hoàng đế tiền triều phê duyệt bản thảo thường viết nguyệt ngoạc một hoặc hai từ hoặc là chuẩn hoặc là như nghĩ chiếu tấu không giống ngự đệ này thích thao thao bất tuyệt hạ bút chiếp hành lúc này triều chính tuy rằng bại hoại nhưng hoàng đế che chở văn nhân đặc biệt coi trọng khoa khảo cũng là vì thế gian thần mới không cản chờ được tiến sĩ Thư sinh nghèo khổ như mình mới không bị người khác ức hiếp, rồi có một ngày ngươi trở nên nổi bật. Nghĩ lại càng thêm kính yêu hoàng đế hơn. Hắn ngáp một cái, đang định quay lại ngủ, bỗng nhiên đôi mắt nháy mắt, như có chỗ quái gì, nhưng hắn không nhận ra, hắn chớp mắt, cúi đầu nhìn lại tờ giấy, nhẹ giọng đọc, "Bại chiến tướng bất tử, khó nói hết đi, hạnh phúc tới cuối đời." Hắn đọc đi đọc lại nhiều lần, thoáng chốc trong lòng kinh hãi run giọng nói, bại chiến tướng, bất tử khó, diệt hết hạnh phúc cuối đời. Lư Vân trong lòng kinh nghi bất định, xem mấy câu nói đó hình như có thâm ý, lập tức sửa lại ngắt câu, lại đọc nói. Bại chiến tương bất tử nan tẫn khứ hậu phúc lai nguyệt hạ ngọc lập triển nhan tiếu trục khai Lư Vân lầm bẩm tháng sau hạ ngọc lập triển, nhan tiếu trục khai. Đây là có ý tứ gì? Nghĩ đến đây, thoáng chốc trong lòng khiếp sợ đứng dậy tháng sau hạ ngục lập trạm Lư Vân đầy đầu mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra dây bút, lại lần nữa viết một chương, hắn đọc một lần rồi ôm đầu nằm xuống bàn, không nói thêm lời nào nữa. Bại chiến tướng bất tử khó nói hết đi hạnh phúc cuối đời tháng sau hạ ngục lập chảm nhan tiếu trục khai. Cho đến lúc này, Lư Vân mới biết ngự bút lời phê ghi trên mép sách rất có huyền cơ, bất quá mấy chữ thay đổi, ngắt câu hơi sửa, văn ý liền cực khác. Cố tự nguyên làm sao có thể không nhìn ra được huyền cơ trong đó. Nhưng ông vì cái gì không nói ra? Đương nhiên, đó là bởi vì... Lư Vân cầm trên tay tờ giấy, trên mặt biểu tình do dự đau khổ. Hôm nay một đường xem ra đã nhìn thấy đủ nhân tình thế thái, từ liễu ngang thiên đến tả tòng nghĩa, thạch bằng, vi tử tráng, thậm chí cả cố tự nguyên trước nay vô tranh đấu, từng người đều làng tránh dương túc quan, đủ thấy tình cảnh hắn thật tồi tệ nên làm cái gì bây giờ cứu hắn sao giúp hắn chạy trốn sao nhưng nhưng làm thế nào mới tốt đêm khuya thanh vắng êm ánh nến ảnh động trên khung cửa sổ bóng dáng tay cầm tờ giấy cúi đầu trầm tư giống như múa dối bóng thật lâu thật lâu sau bóng đen nhìn trời nhìn đất nhìn tờ giấy trong tay cuối cùng bóng dáng giơ tay lên ánh sáng chợt lóe lên trên khung cửa sổ có một tia lửa nhàn nhạt, nhạt tựa như có thứ gì đó đang cháy. Một làn khói nhẹ bay lên, ngọn nến trên cửa sổ vụt tắt, căn phòng tối đen như ngoài cửa sổ. Thánh quang cuối cùng vụt tắt, thoáng chốc hắc ám như thủy triều bao phủ kinh thành. 4. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.